Hôm nay là sinh nhật của thì Trâm nha. À, anh bộ đội nè, anh bộ đội làm gì đó anh bộ đội. Hai hộp vàng. Ghê chưa? Hai hộp vàng. Nó hộp vàng đó nha. Đi bộ đội mà có vàng tặng em luôn, ghê chưa? Ghê chưa? Công nhận. Ghê luôn. Ghê chưa? Em mình ghê luôn. Happy birthday. Happy birthday to you. Ghê. Nhận qua, nhận qua. Xì xì. Ơi, mình Việt Nam, mình không. Mình Việt Nam, không có nói tiếng ở nước ngoài. Cảm ơn. Ok. Học dốt tiếng Anh mà nói tiếng Anh. Ta quay phim, người ta quay phim. Kìa. Rồi, cảm ơn con. Cảm ơn chú bộ đội. Ôi trời ơi, cảm ơn chú bộ đội, mẹ cũng được nhận luôn. Trời ơi, đẹp quá. Còn gì nữa? Lính mà chuẩn bị kịp thôi, được rồi. Dì tí lì xì con kìa. Cảm ơn dì tí. Còn năm mới đáng cố gắng nha. Rồi, ghê chưa? Rồi cái này dì tí lì. Rồi thì Trâm kìa. Chúc coi. Sao? Chúc dì tí mạnh khỏe, sống lâu trăm tuổi. À con. 99 tuổi hả? Để cháu nó nói coi. Cảm ơn con nha. À, thấy chưa? Tới chị lớn nữa kìa. Trời ơi. Ủa, cái gì đấy? Chúc chị. Đợi từ cứ thôi. Má ông nó chắc còn. Đang chạy văn. Tôi phải để người ta xử nha. Chúc chị đạt được nhiều thành công trong công việc và mãi mãi xinh đẹp. Tuổi đôi thôi. Ok. Đôi mưa đó. Ok, anh trai già rồi. Chúc chị nhận sự như ý, những thức lạ. Ủa, xinh đẹp nữa. Còn khúc mà. Còn khúc mà. Rồi. Cho nó chưa, nó hết cái đó đi rồi tới cái khác. Anh hai, thành công trong công việc. Có vợ, phải có vợ. Có vợ. Năm nay. Năm sau, năm nay. Năm sau nữa tao già lắm rồi. Năm nay. Thôi năm sau cũng được. Năm giờ. Nó muốn sang năm nó về. Hào quá. Rồi chùm cuối của mình lì xì sau. Nhưng mà nó cứ lì sao thôi. Thì qua lại cho vui thôi, không biến mà. Rồi bây giờ là chùm cuối. À, má lì xì quốc hiếu của má hoàn thành nhiệm vụ nha. Năm này là năm cuối cùng nha.